Nhân tiện về có cái hình em đăng ở trên đây. Đây cái hình em đăng trên này và em có hỏi trên Facebook ấy, thì nhìn cái chỗ vùng sửa này các bác có biết bệnh gì xảy ra không ạ? Thì nhân tiện đây em có con máy đang ở nhà. Thì em sẽ hướng dẫn qua chúng ta về cái máy tích 200 chau sen đây. Đây là máy tích 200 chau sen nhé. Về máy này thì một số bác mà chúng ta làm nghề lâu rồi ấy, thì chúng ta sẽ xử lý con máy này rất dễ. Nhưng đối với một số bác mới thì chúng ta gặp máy này chúng ta làm rất khó khăn. Vì thứ nhất là chúng ta thấy cái mạch nó là lạ hơn các dòng dùng khác đúng không ạ? Mạch nó sẽ úp ngược phía dưới này. Ở đây chúng ta có dàn công suất là chúng ta có một nửa bên này và một nửa bên này, đúng không ạ? Và chúng ta có một con bến thế lôi nguồn đây. Ở dưới chúng ta sẽ có một cái mạch cao áp ở dưới. Còn đây là bến thế lực. Còn bên này chúng ta có vùng để tạo ra nguồn 310. Thì về cơ bản là con này thì nó sẽ đi theo trình tự như sau. Thì đến áp 310 nó sẽ đưa lên hai cái vị trí này, cấp cho dàn công suất này. Và khi chúng ta bật công tắc nguồn nhé, bật công tắc nguồn này, thì điện áp và biến áp này nó sẽ có. Và khi lấy điện áp và biến áp này nó sẽ cấp lên cái mạch ở trên để làm điều khiển. Thì một số máy thì chúng ta sẽ gặp là nguồn xung đúng không? Nhưng đối với cái thằng máy trao xe này thì chúng ta sẽ có một cái nguồn biến áp phe đây này. Biến áp phe của chúng ta sẽ đưa nguồn nuôi lên đây, được chưa? Qua chỉnh đi qua diode cầu thì chúng ta lọc qua tụ, chúng ta sẽ được nguồn tại cái vị trí đây. Chúng ta nhìn nhá, đây là tín hiệu xoay chiều đi vào này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có chân dương và chân âm đây. Thì khi đó là điện áp tại đây chúng ta sẽ được tầm khoảng 25V. Và đây chính là con 7, 8, 10, 5. Chúng ta sẽ tạo ra điện áp dương 15V, đúng không ạ? Điện áp dương 15V này sẽ cấp cho mạch. Thì ở trên mạch này chúng ta sẽ có những đường cấp như sau. Đường cấp thứ nhất là cái nguồn 15V là chúng ta sẽ cấp cho con IC này chạy. Thứ hai là cấp cho con IC này chạy, đúng không ạ? Và một đường tín hiệu nữa nó cấp ra đây. Đây chính là công tắc cò đây này. Chúng ta có hai cái chân này này, chính là công tắc cò, được chưa? Thì chúng ta nhìn thấy đường 15V đây này, nó đi vào đây này, dò theo đường đây này. Thì chúng ta ra luôn chân số 3 của 7815. Đây là con 3 chân của 7815 nhé. Chân 1 này, chân 2 và chân 3. Thì em sẽ vẽ trên sơ đồ cho chúng ta nhìn. Giờ vậy nhá, chúng ta có nguồn dương 25V này, chúng ta cấp cho con 7815 thì chúng ta sẽ được dương 15V, được chưa? Dương 15V này chúng ta sẽ cấp cho công tắc cò luôn, cấp cho công tắc cò tại đây này. Và khi chúng ta bấm cò là chúng ta sẽ chạm hai cái tiếp này lại. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái dây, chính là hai cái dây đỏ và dây xanh này, à đỏ và dây cam đây này. À, thì sẽ qua công tắc chuyển đổi chế độ tích que. Khi mà chúng ta bật sang chế độ sửa tích ấy, thì nó luôn có điện áp ra, nhưng mà chúng ta không hàn tích. Chúng ta bật sang bên chế độ tích này thì chúng ta kích cò thì cái đấy mới có xung, được chưa? Thì chúng ta sẽ sơ bộ qua về phần điều khiển trước và phần kích cò, sau đó chúng ta sẽ sang phần chỉnh dòng. Phần chỉnh dòng thì thôi em không nói nữa, vì phần chỉnh dòng nó cũng giống như đối với xe 3140 của cái máy 3525 thì chúng ta đã gặp nhiều rồi. Thì ở đây nó chỉ khác một một điểm là thứ nhất là driver. Đó. Thứ hai của chúng ta sẽ là vùng kích cò, nó sẽ khác một chút thôi. Vùng kích cò. Thì đối với vùng driver ấy thì chúng ta sẽ có con IC3525 này. Thì ai mà đã xem ai mà đã mua quyển sách rồi thì chúng ta biết là 3525 hoạt động rồi đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có thứ tự, đây em sẽ đẩy chân này lên để chúng ta nhìn cho nó dễ nhá. Đây thứ tự chân nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thì 16 chân này trong đó là chân số 15 là chân điện áp dương đây. Chân điện áp dương của chúng ta sẽ lấy từ nguồn 78 này, chúng ta nhìn thấy cái đường thẳng này chưa? Đây nó sẽ cấp luôn vào đây này. Thì chân điện áp dương của chúng ta sẽ có dương 15V nhá. Tương tự như vậy thì chân số 12 đây là chân mát, chúng ta sẽ lối vào cái đường trung này. Đấy cái đường này của chúng ta là đường mát nhá. Được chưa? Và như phần 3525 mà chúng ta quan tâm tới chân số 8 đúng không? Đây chúng ta có chân số 8 này, chân số 9 này và chân số 10. Chúng ta quan trọng nhất 3 chân nhá, là chân số 8 này, chân số 9 này và chân số 10. Đối với con máy này ấy, thì sau khi tín hiệu tất cả mọi cái giống con 3525 bình thường như máy mốt phép, thì tín hiệu ra đây chúng ta nhìn thấy ở đây có một con IRF630. IRF630. Được chưa?
thì con IRF 630 này nó sẽ hoạt động kiểu gì? Thì ở đây bình thường những cái máy khác chúng ta sẽ gặp là 4 con Z24 và 9Z24 đúng không ạ? Nhưng đối với cái thằng máy trao xe này chúng ta chỉ sử dụng một chân tín hiệu đầu ra thôi. Đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ có chân số 14 đây này. Đi qua một con chở đây này. Đây. 14 đây nhá. Chúng ta sẽ qua con chở tác động vào con IRF này. Thì chúng ta có chân 14 đây. Chúng ta qua một con chở và chúng ta tác động trực tiếp vào chân G của con IRF. D và S đây, được chưa? Và cái D và S này chúng ta sẽ chân S này chúng ta sẽ qua cái cuộn chia xung. Đây chúng ta sẽ cấp nguồn dương 15V. Còn chân cuối là chúng ta sẽ lối mát. Đây là biến áp chia xung nhá. Biến áp chia xung. Chúng ta thấy khác chưa? Có nghe chúng ta băm một tín hiệu đầu ra của thằng này thôi là xung đúng không? Và chúng ta trực tiếp vào chân G, tác động vào con 630 thì chúng ta nhìn ở trên đây. Tác động vào con 630 này thì chúng ta thấy đây này. Cái nguồn dương 15V đây. Đúng không ạ? Sẽ tác động qua thằng D và thằng S. Đây. Đây là một nguồn nhá. Đây này. Và chân của nó này thì sẽ tác động trực tiếp vào cái cuộn biến thế này và chúng ta đưa ra chia xung. Và chia xung ra thì em có thể lật ngược lên cho chúng ta nhìn cái bo chia xung này. Cái phần chia xung đấy. Đây chúng ta nhìn thấy cái biến áp chia xung đây. Đúng không ạ? Về biến áp chia xung đây. Thì driver lấy chân lên giữ vậy. Đây. Phần driver đây chúng ta sẽ có hai nhánh, đây là một bên này. Nhớ. Con này là con chan A1220. Con gen này chúng ta là gen 15V. Con diode của chúng ta đây sẽ là con 5819. Và chúng ta có cặp trở của chúng ta là 15 ohm với 10 ohm cũng được. Ở đây có nhiều cặp chúng ta dùng, ví dụ con này nó dùng 51 này, 5,1 này. Đây con này nó dùng 470. 470 với 150, được chưa? 470 150 thì chúng ta có hai cái cặp bên này. Bên kia chúng ta cũng tương tự như vậy. Thì bên này sẽ mở một nhánh và bên kia sẽ mở một nhánh. Thì phần xung này thì đa phần nó dễ rồi, chúng ta sẽ vật chúng ta lắp lại linh kiện cho nó thôi chứ không có gì vướng mắc cả, vì linh kiện nó tương đối là dễ lần. Thì đấy là phần driver nhá. Còn cái phần quan trọng hơn của chúng ta sẽ là phần kích cò đây này. Quan trọng hơn sẽ là phần kích cò này. Và còn về phần kích cò thì đa phần là mọi người sẽ, chúng ta trước khi làm chúng ta sẽ nhớ lại cái nguyên tắc. Chúng ta nhớ cái nguyên tắc, cái nguyên tắc làm cò nhá, được chưa? Ở bất kể các máy như thế thì chúng ta nhớ là gì? Cái chân 8 của 3525. Chân 8 của 3525 chúng ta là chân start đúng không? Start. Được chưa? Thì chân này bản thân IC sẽ tự có 5V. Tự có 5V, được chưa? Thì bây giờ đối với các máy nó sẽ làm nhiệm vụ, chúng ta có một cái mạch gọi, chúng ta gọi là mạch kích cò đi. Mạch kích cò. Được chưa? Thì mạch này có nhiệm vụ là gì? Khi chúng ta đóng điện vào, bật chế độ tích thì nó sẽ làm cho cái chân 8 này nó kéo xuống mát. Khi chúng ta kích cò, được chưa? Thì thằng này nó sẽ nhả ra, thì bản thân IC sẽ tự có 5V. Được chưa? Tự có 5V thì khi đó là xung chúng ta sẽ có. Chào Nguyễn Chiến nhá. Lâu lắm ấy thấy coi online nhỉ. Đây, chúng ta sẽ kích cò nào thì cái thằng chân 8 của 3525 sẽ tự động tạo ra được 5V, còn khi chúng ta để nguyên nó sẽ tự kéo xuống. Thì chúng ta nhớ lại cái mạch. Chúng ta nhớ lại cái mạch kích cò đây, em vẽ sơ bộ nhá. Chân số 8 chúng ta này. Đúng không ạ? Sẽ vào chân C của con chan đúng không? Chân C của con chan sẽ được kéo xuống mát này. Và con này chúng ta sẽ được đóng bởi một con chan khác đúng không? Đây chúng ta có con 24V vào đây. Đây là 24V. Qua con 22K, đây là 24V nhá. Được chưa? Đến đây chúng ta sẽ qua con PTC này. Vào cái chân cò này, chúng ta qua một con PTC nữa. PTC nhá. PTC này chúng ta lại dùng lại con PTC 12P nhá. Đến đây nó sẽ phân áp bằng hai con chở để đưa tín hiệu vào chân B của con này. Đây sẽ là 22K, còn đây sẽ là 2K. Thằng này là 22K. Bình thường cái mạch của chúng ta sẽ hoạt động như thế này. Là những máy thông dụng nhá. Tất cả những máy MOSFET 3 bo chúng ta sẽ gặp như này. Mở Chiến. Tăng độ phân giải lên thế nào? Kích vào độ phân giải cao này. Tôi nhìn qua điện thoại nó cũng khá nét đấy. Thì tí tôi thử bật máy tính lên nhìn xem nó có mờ không. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tác động trực tiếp vào cái chân B này này. Đây là mạch thông dụng nhá.
Thì nguyên lý của nó là khi chưa kích cò thì cái thằng 24V nó sẽ đưa vào đây, làm chân B này có điện. Để em vẽ hơi lố một tí. Chào bạn Trần Công Tuân nhá. Thì khi chúng ta để trạng thái bình thường thì 24V sẽ tác động vào đây đúng không ạ? Thì làm chân B này có điện, chân B có điện thì lối chân C này xuống. Được chưa? Sẽ lối chân C xuống chân E thì là mát. Cảm ơn Chiến nhá. Bật chế độ LED nhất là nhìn LED ngay. Và khi chúng ta kích cò thì có điện áp vào chân B là đường 24V chúng ta đi xuống đây. Thì sẽ làm chân C này sẽ thông xuống mát và chân C sẽ thông với B. Thì làm chân này về 0V, nó vậy là gì? Chân C chúng ta sẽ nhả ra. Thì khi đó chân 8 sẽ tự động có 5V đúng không? Thì đây là cách làm thuần túy của tất cả các máy khác. Thì còn cái thằng trao xiang này. Thằng trao xiang này nó thiết kế khác, thì ở đây em sẽ vẽ cho chúng ta cái mạch như này. Rồi. Chúng ta có cái chân 8 của 3525 nhé. Chân 8 của 3525 này. Thì chân 8 này nó sẽ đi thẳng vào chân C của con 2L5551. Chân E đây. Con này của chúng ta là con NPN nhé. Đây là con nghịch ấy. Được chưa? Thì ở trên hình đây chúng ta nhìn thấy con đây này. Đấy, con 2L5551 đây này. Thì chân 8 sẽ tận vào đây. Và cái chân da này thì chúng ta sẽ lấy từ IC. Đây chúng ta con IC là F353. NF353, được chưa? Thì chân này nó sẽ lấy tín hiệu da của cái thằng này này. Được chưa? Đây chúng ta nhìn nhá, tín hiệu da của thằng này nó lấy từ chân 1. Con IC này chúng ta sẽ có tổng cộng 2 cổng. Được chưa? 1 2 3 là một cổng, 5 6 7 là một cổng, 5 6 7 là một cổng. Còn chân 4 của chúng ta sẽ là chân chân mát, chân 8 chúng ta sẽ là chân VCC, được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái cổng quy đại thuật toán như này. Tín hiệu vào chân 2 và chân 3, còn tín hiệu ra của chúng ta sẽ là chân 1. Thì đây nó sẽ lắp một con trở. Và đây một con trở về mát. Phần áp này để tạo ra một cái mức điện áp vào đây. Thì trên máy thì đây sẽ thực hiện là con 10K này. Đây sẽ là con 1K, chúng ta có thể nhìn trên hình nhé. Đây, từ chân 1 của con này F353 đây. 1 này. Được chưa? 2 3 4 này, 5 6 7 8. Chúng ta nhìn cái chân 8 của nó này nối với chân số 15. 15V thì đáp 15V đây này, được chưa? Còn chân 4 chúng ta lối ra cái đường này là đường trung mát giống với chân 12 này. Chân 12 của con 3525 này, được chưa? Thì nó sẽ phân áp qua hai con này để tác động trực tiếp vào chân B của con 2N5551. Được chưa? Còn tín hiệu đầu ra của chân này nó sẽ phụ thuộc vào chân 2 và chân 3. Được chưa? Chúng ta nhìn ở đây. Đây là chân 2 này và chân 3 này. Chúng ta nhìn chân 3 nhá. Chân 3 đây nó đi đến điểm này. Đúng không? Nó có một con trở sang nguồn 15V. Và đây chúng ta có một trở về mát đây này. Đây nhá, nhìn từ đây nhá, đường đây này. Một trở để đưa vào nguồn 15V, cái đường 15V chúng ta qua một con trở. Đây em viết là 1 này, 2 này, 3 này. Nhìn chưa? Thì chúng ta có một nguồn dương 15V, dương 15V. Chúng ta sẽ qua thằng này luôn. Và thằng này chúng ta sẽ qua một con trở xung mát. Con trở xung mát. Thì ở đây chúng ta sẽ có một con trên máy của chúng ta, đây là con 10K. Con này là con 4K7. Được chưa? Đây này, chúng ta nhìn ở trên này thì đường từ 15 xuống sẽ là con 10K này. Còn đường từ thằng này đi xuống của chúng ta sẽ là con 4K7. Do vậy là chúng ta sẽ tính được điện áp tại đây không? Chúng ta lấy đồng hồ chúng ta đo 15V qua thằng này, chúng ta sẽ có một cái mức điện áp tại đây. Còn chân số 3. Chân số 3 đây này. Đây chúng ta nhìn chân số 3 nhá. Thì chúng ta quay lại về từ thằng kích cò. Đây, chúng ta có hai chân kích cò đây. Thì chân còn lại, chân một chân của chúng ta đây này. Chúng ta dò đường nhá. Nó sẽ đi vào chân số 8 của con này. Mà chân số 8 này sẽ đi vào chân này đúng không ạ? Do vậy một chân cò của chúng ta sẽ là nguồn 15V. Đây. Chúng ta lối thẳng 15V. Chúng ta vào một chân của cò đây là chúng ta gọi tắt SV kép hoặc switch nhá. Thì cái đường còn lại chúng ta đây này. Chúng ta đi theo cái đường rìa đây. Đây, nó đến cái điểm này. Đây. Chúng ta nhìn nó đến cái điểm này này. Đây đi. Thì hai thằng này trên bo nó sẽ lối nhau này. Trên bo sẽ lối nhau này. Và nó sẽ tác động vào chân số 3, chân số 2 của chúng ta. Thằng này lúc trước là chân 3 nhé, em biết nhầm đây này. Thằng này là chân 3 trước nhá. Còn chân 2 của nó là nó lấy tín hiệu này vào. Thì khi chúng ta kích tín hiệu 15V này chập vào nhau này, thì tín hiệu 15V nó sẽ đi theo cái đường này. Đây. Là về đúng cái điểm này luôn này. Thì chúng ta có một con trở từ cái điểm này sang điểm này này. Đây là điểm con trở từ đây sang đây này. Được chưa? Thì chúng ta có một con trở đi từ đây sang đây và cấp thẳng trực tiếp vào chân số
chân số 2. Đây, SVK đây, chúng ta sẽ qua một con chợ đi thẳng trực tiếp vào chân số 2 như trên hình này. Do vậy khi mà chúng ta chưa cấp đây thì thằng này không có điện. Được chưa? Thằng này không có điện mà thằng chân 2 không có điện mà thằng chân 3 của chúng ta sẽ lấy điện áp từ thằng này vào, đúng không ạ? Thì thằng 3 của chúng ta điện áp đây sẽ tầm khoảng mấy vôn đấy. Thì khi đó là gì? Điện áp nó sẽ đi chân 1 ra, chúng ta sẽ có điện này. Ai hiểu khuyết đại đồ toán chúng ta sẽ thấy nhá. Thì điện áp của chúng ta sẽ ra đây sẽ có, và đây sẽ có 0,65V. Chúng ta sẽ có 0,65V. Và sau khi chúng ta kích cò, chúng ta kích cò vào đây, được chưa? Thì 15V chúng ta sẽ tác động vào đây, được chưa? Sẽ tác động vào chân số 2. Khi chân số 2 và chân số 3 khi tác động vào ấy, thì điện áp chân 2 hình như em nhớ không nhầm nó sẽ lớn hơn điện áp chân 3, được chưa? Thì khi đó cái điện áp chân 1 của chúng ta không có nữa, đầu ra chúng ta gần như bằng 0. Đầu ra bằng 0 thì dẫn tới là điện áp giao chân B này chúng ta cũng bằng 0. Mà điện áp chân B bằng 0 thì đồng nghĩa với chân C sẽ không lối chân E nữa, khi cái đường này nó bị ngắt đi. Thì chân 8 tự động IC có 5V. Tự động IC có 5V. Khi đó là chúng ta kích cò phát là thằng chân 3 có điện. Chân 3 có điện thì làm chân 1 mất điện. Chân 1 mất điện thì làm chân B lại mất điện. Chân B mất điện thì làm chân 8 là gì, không bị lối xuống mát nữa. Và khi đó sẽ tự IC sẽ sản sinh ra 5V để tích cực ở mức cao làm cho nó phát xung. Thì đây chính là nguyên lý của cái vùng là F353 đây này. Đấy. Hiểu chưa? Do vậy là con này nó đang gặp hiện tượng là bật chế độ stick là cao áp đánh luôn. Cao áp đánh luôn đồng nghĩa có xung đánh luôn, nó nghĩa là gì? Chúng ta hiểu ngay là đến cái vùng này. Cái vùng xử lý của chúng ta là cái vùng trên này là chúng ta đang xử lý bị sai. Một là tín hiệu về nó bị sai, hai là bản thân IC này chúng nó xử lý sai. Thì đa phần là con này F353 này là chết này. Nếu chúng ta gặp bệnh này đa phần nó chết. Được chưa? Nó rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải dò qua mạch. Và trên này thì em cũng nhắc qua một số rắc cho chúng ta nhé. Ngoài ra để nhắc một số rắc nữa thì em cũng nhắc qua một chút nữa. Ở đây chúng ta có con F353 là chúng ta sử dụng cái cổng bên này, đúng không ạ? Được chưa? Thì chúng ta còn cái cổng bên này nữa. Cổng bên này thì chúng ta sẽ có là chân 5, chân 6, chân 7. Thì trong đó thì chúng ta sẽ có chân đây chân 8 này, 7 này, 6, 5 này. Thì chân 6, chân 5 là tín hiệu điện áp vào. Điện áp ra chúng ta sẽ là chân số 7. Điện áp ra chúng ta sẽ là chân số 7 đây này. Đấy, khi chúng ta kích cò nhá thì cái thằng này nó cũng giống tương tự như thằng kia, nhưng mà nó đảo trạng thái. Có nghĩa là khi không kích thì không có điện, nhưng mà khi kích là có điện. Chào bác Phan Thanh Trúc nhá. Khi mà chúng ta kích cò ấy thì cái chân số 7 nó sẽ có điện này. Chân số 7 có điện nó sẽ đi vào đây. Mà đây chúng ta sẽ có một con chở sang bên này, nó đi vào chân G này. Chân G này chính là chân của con đây chúng ta có con Z24 này. Được chưa? Thì chúng ta tác động vào chân G thì chân D sẽ thông với chân S. Mà chân S của chúng ta đang nối mát đây này. Được chưa? Do vậy cái chân này chúng ta sẽ đi ra đây thì chân này chúng ta sẽ nối mát. Được chưa? Và chân còn lại chúng ta đã có điện rồi. Thì hai chân này của chúng ta sẽ đưa vào cái van khí ấy. Được chưa? Thì một thằng nó kéo mát đây này. Một thằng sẽ kéo mát chung này, đồng thời nó vào chân của cái cuộn đông của xe chiều. Được chưa? Chào Minh Nguyễn nhá. Nó sẽ đi vào đây này. Được chưa? Thực ra là cái mạch này ấy, chúng ta sẽ dò dễ hơn so với cái mạch bình thường. Vì nó lộn ngược lên đây rồi, chúng ta không phải ngược dưới nữa, chúng ta chỉ dựa như này này. Ví dụ như là chúng ta thấy cái điểm này thì chắc chắn từ đây sang đây sẽ là một con. Điểm này sẽ từ đây sang đây. Điểm đây chúng ta ngắn như này chắc chắn sẽ tụ này. Đây ngắn chắc chắn sẽ tụ này. Đây từ đây sang đây này. Chúng ta nhìn thấy không? Có nghe những cái đường thẳng như này, tương tự như ở các vị trí khác thế. Chào Đức Anh Trần nhá. Chúng ta nhìn nhá, mạch một lớp thì đây ví dụ như gặp ba này chúng ta biết là con trai này. Đây ba chúng ta sẽ lộn ngược được. Nhưng IC chúng ta lộn ngược, chúng ta phải bẻ chân xuống thì hơi khó, thì chúng ta sẽ hàn từ dưới đi lên. Được chưa? Đây chính là con IDF này. Còn đây mới là con 3140 này. Được chưa? Ai mà làm phần này rồi chúng ta sẽ phần chỉnh dòng, thì chúng ta thấy là ở đây chúng có một con 3 chân to. Thì con 3 chân này sẽ là con 7805. Lấy điện áp từ đây về đây này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tắc ở dưới đây, tắc đỏ đỏ này. Đấy, thì điện áp này về chúng ta qua chỉnh lưu. Chỉnh lưu chúng ta chỉnh lưu bằng 4 con diode đơn. Được chưa? Chào bác Khâm Bùi nhá. Đây chúng ta có 4 con diode đơn đây này. Đấy. Thì sau khi chỉnh lưu đây là điện áp xoay chiều từ cấp từ biến thế này. Thì chúng ta sẽ cấp vào cái rắc này. Rắc này tầm khoảng 8-9V thôi. Thì khi đó sau mà chỉnh lưu xong này thì chúng ta sẽ đưa vào 7805 đến đây là chân 1, đây chân 2, chân 3. Thì cái chân 3 này chúng ta sẽ cấp vào cái chỗ thiết áp chỉnh dòng. Được chưa?
đấy. Cái chiếc ráp chỉnh dòng này chúng ta sẽ tác động vào chân số 2 đây. Đây là 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8 này. Đây là chân của con xe 340 là chân phần chỉnh dòng nhá. Được chưa? Do vậy thì đối với máy này chúng ta sẽ gặp là 1 là van khí không đóng. Được chưa? Thì chúng ta là 1 là con IC này lỗi, 2 là thằng IRF này lỗi. Thì xử lý tín hiệu đường về này. Còn trường hợp mà chúng ta gặp nữa là cái chân điện trở nó han gì, chúng ta nhớ những cái dò những cái đường như này này để tác động này. Được chưa? Thằng này tương tự nhá, nó cũng có một cái mạch phân áp đây này. Cái chân chân số 6 này chúng ta thấy là điện trở từ đây sang đây này, về mát này. Đấy, đường điện trở từ đây sang đây mát chúng ta vẫn dò như bình thường này. Cứ thấy những cái đường thẳng như này này. Con này thì chả đi đâu được, thẳng hàng sang bên này thì không phải nhá. Đây sẽ một con từ đây sang đây này. Thì chân này chúng ta sẽ có một con trở về dương nguồn này, cũng giống như chân bên này. Một chân đến trở về dương nguồn, một chân thì qua một trở về mát, thì nó cũng phân áp như con này. Lấy 15V phân áp qua hai con trở, hai con cầu phân áp và lấy tín hiệu đưa. Thì cái thằng chân bên này chúng ta cũng thế. Đây chúng ta thấy là chân số 6 đâu, chúng ta có trở đúng không? Do vậy chân số 5 đây, chân này. Được chưa? Chân này chính là chân khi chúng ta kích cò là sẽ tác động vào khu vực này. Được chưa? Lấy tín hiệu tác động vào khu vực này. Nó rất dễ dàng cho quá trình chúng ta làm thôi. Vì bản thân là gì? Mạch một lớp thì chúng ta sẽ làm đa phần là các thợ thích hơn. Vì nó dễ. Và máy này chúng ta sẽ gặp trường hợp hai trường hợp vừa em kể rồi nhá. Là kích cò liên tục thì là con này nhánh khu vực con này này. Thì chúng ta phải kiểm tra tác động các tác động của chân này để nó tác động một con 2L5551 đây này. Đấy. Và tương tự như vậy là IRF đây sẽ tác động một con dương le van khí đây. Cái van khí của chúng ta đấy. Còn đường xung ra thì chúng ta sẽ nhắc lại một chút nhé. Đường xung ra chúng ta sẽ từ chân 11 này. Và con IRF sẽ đóng cái cuộn này. Đây là cuộn sơ cấp nhá. Thì cuộn thứ cấp chúng ta sẽ có hai nhánh bên này và bên này. Thì sẽ đưa vào cái mạch chia xung đây. Đây là mạch chia xung của một bên này. Đây là mạch chia xung của một bên nữa này. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 con MOSFET này. Đây có 5 con MOSFET này. Và đây chúng ta sẽ có hai con diode. Cuối cùng chúng ta có con diode bên này. Bên này chúng ta cũng có con diode. Và con diode này chúng ta sẽ cách điện so với cái tản nhiệt nhôm này. 5 con này chúng ta sẽ đi liền thôi. Nhưng mà thằng này sẽ cách điện này. Được chưa? Tương tự như vậy sau khi xong rồi chúng ta có cái cuộn CT đấy. Cuộn CT thì như nó về chỗ nào nhỉ? Để em nhòm lại mạch nhé. Ở trong lòng này chúng ta sẽ có một cuộn CT để báo dòng về. Nhưng nó nằm ở góc này thì phải. Góc này. Sau nó có một dây chích từ đây phi thẳng ra cái chỗ này. Đây, chúng ta sẽ dò nhé. Thì cái cuộn CT nó sẽ về cái dây này này. Nên không nhớ cuộn CT nó nằm ở đâu. Đây, cái cuộn CT là cái cuộn thanh, một thanh như này. Nó sẽ về cái thằng một thanh như này. Dạ, và nó chui thẳng về cái chân này. Đây, em sẽ zoom cho chúng ta xem nhé. Đây nó thẳng về cái chân này. Thì nó sẽ phân qua một con trở sang đây này. Và một con trở về mát này. Được chưa? Đây là chân mát nhé. Chúng ta nhìn chân 12 đây này. Chân 12 còn 3525 đây là mát đúng không? Chúng ta nhìn cái giò sang đường này này. Được chưa? Đến đây sẽ qua một nhánh về mát này. Một nhánh nhảy sang bên đây tác động vào chân B này. Được chưa? Chân B này thì chúng ta nhìn thấy nó vào chân 10 rồi đúng không ạ? Đây là chân B nó vào chân 10 này. Ở giữa đúng không? Thì chân này là chân 8 này. Còn thằng chân này nó sẽ là chân mát đúng không? Thì khi quá dòng về phát là gì? Nó sẽ tác động trực tiếp vào chân 8 này. Đây chân 8 đây. Thì tác động vào con chan vào chân B này thì C sẽ nối với E đúng không? Đúng chưa? Mà E lối mát rồi thì chân C này đang nối với chân 8 này này. Nó vậy là khi quá dòng về nó báo ở đây phát là con chan này đủ điều kiện đóng. Thì lập tức là cái chân 8 này chúng ta sẽ nối được vào chân C. Mà chân C nối với chân E về mát. Thì khi đó chúng ta sẽ ngắt xung. Được chưa? Thì đấy là phần bảo vệ về thì nó thực ra mạch nó sẽ hơi khác một chút so với chúng ta đọc trong quyển sách người phán xử ấy. Dạ. Thì ứng với mỗi máy thì nguyên lý hoạt động nó sẽ khác nhau một xíu. Do vậy là ứng với cái thằng máy nào thì chúng ta cũng phải dò. Và kỹ năng dò mạch ở trên này thì chúng ta cần rèn luyện nhé. Ai gặp ban đầu chúng ta sẽ vẽ sơ bộ ra để chúng ta rèn luyện. Và chúng ta phân chia theo các vùng. Được chưa? Thì nó sẽ dễ. Còn cái vùng cao áp đây. Vùng cao áp đây chúng ta nhìn cái mã vít ở bên này nhé. Quay cái mặt này chúng ta nhìn. Đây, chúng ta có cái mã vít ở đây. Được chưa? Thì mạch này thì nó sẽ lấy điện áp từ cái cuộn xanh đây này. À, cuộn đỏ đây. Được chưa? Cuộn đỏ nó sẽ cấp tín hiệu vào đây này. Để nó lui này. Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái cuộn kháng này. Được chưa? Thì cái mạch này chúng ta có thể dùng một cái mạch cao áp bất kỳ. Ở đây nếu một số bạn mà chúng ta sửa mà chúng ta không sửa được cái vùng này. Được chưa?
thì chúng ta có thể ốp cái này vào cho mình. Đây, chúng ta ốp như cái máy mút phét bình thường đây. Chúng ta cho chân 8 và ta cho cái này vào, được chưa? Và đến đây thì chúng ta để đóng cho van khí nữa đúng không? Thì chúng ta đến đây chúng ta chích cho đường ra van khí. Chúng ta làm một con diode chống ngược này, qua một con trở 22k này, đúng không? Qua một con 22k nữa xuống mát 22k, kích vào chân G của IDF đúng không? Thằng này cũng cho lối mát luôn. Nguồn 24V chúng ta một cái cuộn dây, được chưa? Thì cái này cuộn hút đây là cuộn hút của con dơ-le van khí. Dơ-le van khí, được chưa? Thì khi chúng ta kích cò ở đây thì nó sẽ có tín hiệu vào đây. Thì chân G này sẽ mở, thì chân còn lại của con dơ-le sẽ đóng xuống mát, cái đây điện áp trên này của dơ-le sẽ có. Thì chúng ta sẽ dòng cho van khí được, đúng không? Chúng ta cần độ trễ nữa thì chúng ta sẽ lắp thêm một con tụ vào đây. Chúng ta lắp con tụ dương âm vào đây. Tụ này chúng ta sẽ chọn con tầm khoảng 22mm hoặc là 47mm, đúng không? Tùy vào độ trễ mà chúng ta chọn, được chưa? Do vậy là gì, chúng ta dùng hai cái mạch này, được chưa? Thì chúng ta cũng có thể thay được cả cái bộ phận này, đây cả cái vùng này, đây nhá, vùng này này và đến ra tín hiệu ở đây và chân cò đây, được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ vẫn dùng được bình thường. Nói chung là thợ thì thực ra là thiếu gì cách, đúng không? Cách này không làm được thì chúng ta sẽ làm cách khác, nhưng mà đối với cái mạch này thì cái cách đấy nó dễ, nó không khó đâu. Chúng ta nhìn mới đầu thì chúng ta sẽ thấy mạch nó lằng ngoằng đúng không? Nhưng mà vì chúng ta không hiểu cái bộ khuếch đại thuật toán, là trong này nó sẽ có hai con khuếch đại thuật toán này, được chưa? Hoặc là ai mà gặp máy hồng ký rồi ấy, chúng ta sẽ lấy là họ dùng con dơ-le đúng không? Dơ-le này đóng trên 8 ấy, đúng không? Còn ai mà gặp những cái thằng da xích bây giờ một bo ấy, mà chạy vừa tích vừa que ấy, đúng không? Thì họ thấy họ dùng con PC817, dùng con so quang này đóng, có nghĩa là ứng với mỗi máy khác nhau, đúng không? Thì cái ông thiết kế ông cần kiểu gì thì chúng ta sẽ có được kiểu đấy. Do vậy trên đây là đơn giản nhất là chúng ta sẽ có 3 cách này, à 4 cách này. Một là kiểu đóng dơ-le, hai là đóng kiểu PC817, ba là kiểu thuần túy như thế này đúng không? Và bốn là kiểu chúng ta dùng con NM358 này. Được chưa? Do vậy là không thiếu gì cách để chúng ta làm. Còn thực thi nó thì rất đơn giản rồi đúng không ạ? Chỉ là gì thôi, chỉ là để đóng cho thằng này vào van khí thôi, chúng ta làm cách khác cũng được, chả sao cả, đúng không ạ? Chúng ta cứ biết là tác động đúng với chân 8 của con 3525 này, hơi mờ tí nha, tác động đúng vào chân 8 của 3525 này. Còn đối với con 3846 đúng không, thì chúng ta tác động vào chân số 1 cho em, được chưa? Chân số 1 chúng ta cũng vai trò như chân số 8 mà, thì chân số 1 thì sẽ điện áp sẽ được tầm khoảng 2,5V, đúng không ạ? Thì đây là con máy tích trao xăng nhé. Nếu để nói về cái độ hàn của con máy tích này cũng thuộc dạng bá đạo ấy. Hay chúng ta nói một cách khác là mối hàn của nó khá ngon. Mà thợ đã dùng hàn con này rồi chuyển sang con khác thì chúng ta biết ngay. Một cái là nó đầy cổ, bây giờ nó không sản xuất nữa thôi. Còn cấu hình của nó là cũng khá to. Ở đây nhắc thêm một cái nữa là chúng ta còn một cái dàn diode ở đây. Chúng ta nhìn thấy có cái dàn diode này, được chưa? Dàn diode này rất hay bị bửa cái chân này ra này. Do vậy là trong quá trình em đang gặp một số máy ấy, là nó bị bửa mất một bên, nó xảy ra bị bệnh hàn yếu. Đây, nó bị bửa mất một chân, cái chân này nó bị đứt hết, thì gãy hết bên này, nó chỉ còn một bên thôi, thì dẫn tới hàn yếu. Nhưng cái thứ hai là đối với con này mà dàn diode nó bị chết ấy, ví dụ chết một con chẳng hạn đúng không, thì công cuộc chúng ta đi lần con đấy và chúng ta tháo cũng hơi vất. Thì thứ nhất là cái ốc nó bắt vào đây này, đúng không? Chúng ta luồn vào cũng đã khó rồi, tháo nó ra này, còn các chân này nó dài sang bên này nữa, màu hàn kém chúng ta sẽ không tháo được. Còn về cái bo công suất này mà chúng ta muốn tháo được nữa, chúng ta phải tháo cái ốc này ra này, cộng với tháo hai chân dương âm ở trên bo này ra. Đây, chúng ta sẽ có hai chân dương âm ở hai đầu, hai chân giữa này chúng ta sẽ là hai chân vào cái cuộn biến thế lực. Đấy, công việc tháo này hơi vất vả một tí vì chúng ta lên rèn luyện kỹ năng dò mạch ở trên bo đây. Càng rèn luyện kỹ năng dò mạch ở trên này rồi thì chúng ta sẽ làm nó sẽ rất nhàn, đúng không ạ? Nhìn qua chúng ta sơ bộ, chúng ta đần ngược lên này, chúng ta soi mặt trong, lấy cái đèn chúng ta soi vào trong, thì thực ra là mình nếu mà ai mà nhấc linh kiện này cả cái mảng này ra thì chúng ta nhìn thấy linh kiện nó tương đối rất là nhàn, nó không có nhiều nhá. Thì trên đây cũng là một số cái để chúng ta quá trình chúng ta rèn luyện con máy tích 200 mà chúng ta gặp một số bệnh quen thuộc của dòng này ấy. Dòng này quen thuộc, chúng ta em nhắc lại một số bệnh này. Một là bật chế độ tích phát chưa kích cò là có sung luôn, hoặc là chúng ta kích cò chúng ta nhả ra rồi nó có sung liên tục,
thì nó chỉ quanh quanh khu vực này thôi. Giờ chúng ta nhớ cái dò đường từ đây này, mà nó chủ yếu là cái điện áp mà so sánh tại cái con 353 nó bị lỗi này, đấy là bệnh đầu tiên. Bệnh thứ hai là van khí không đóng, thì nó cũng là cái chỗ này cộng với thằng này, được chưa? Còn nếu mà chúng ta không sửa được vùng này nữa, chúng ta có thể là kích điện áp từ đây, được chưa? Đây chúng ta lấy điện áp từ đây này, ở chân con cỏ bên này này, chúng ta qua một cái mạch này luôn, được chưa? Điện áp đây bình thường nó sẽ là 24V, thì chúng ta tụt xuống 15V thôi. Tụt xuống 15V thì chúng ta sẽ phải tinh chỉnh lại cái giá trị điện trở xả này để sao cho cái thời gian delay của chúng ta chuẩn thôi. Còn lại bình thường chúng lắp như này nó cũng vẫn chạy rồi, nhưng mà thời gian delay nó sẽ hơi củ chuối một tí nhá. Chúng ta phải lựa thay một số giá trị để cái thời gian delay nó tầm khoảng 1,5 giây tới 2 giây để cái mỏ hàn khi chúng ta hàn nó không bị lỗi, được chưa? Thì đấy là bệnh số 2. Bệnh số 3 của chúng ta là mất xung, đúng không ạ? Mất xung thì chúng ta sẽ tập trung vào chân số 8, chân số 9 này, 8 và chân số 9 này, được chưa? Là hai chân chính. 11, 14 chúng ta sẽ điện áp ra đây rồi, nó cũng giống như kia, điện áp ra tầm khoảng 5,5V sẽ đóng cho con đi điện áp 630 này. Con 630 này mình sẽ, chúng ta sẽ hay gặp một trường hợp nó bị nóng ấy, thì nhiều khi là xung đã sai thì chúng ta phải kiểm tra lại cái chân tần số của thằng này nhá. Còn chỉnh dòng chúng ta sẽ tập trung về từ cái chiết áp, nó sẽ lấy điện áp 5V này để đi về con 3140 này. Còn tiếp theo là chúng ta sẽ gặp bệnh nổ sò, thì driver hết cái vùng này chúng ta phải làm lại hết này. Đây là driver này, làm lại hết này. Thay sò xong rồi thì cái phần CT về chúng ta sẽ có diode 5819 đây này. Diode 5819 để lấy tín hiệu báo CT về cái tín hiệu tại cái rắc này này, vừa em chỉ rồi đấy, rắc này này. Thì chúng ta cũng phải làm lại. Được chưa? Và nhớ trong quá trình trường hợp nổ sò rồi, chúng ta nhớ kiểm tra lại đầu ra diode nhé. Đầu ra diode mà chết thì gây ra hiện tượng ở trên nó nổ sò đấy. Và khi chúng ta lắp sò trên đây, chúng ta nhớ là ngoài cùng ra có một con diode này. Và diode này nó sẽ có cái lớp lót cách điện. Ai mà không để ý hai lớp lót này, chúng ta đóng điện ở phát là chúng ta lại được lỗ lần nữa đấy. Được chưa? Thì trên đây là cái hướng dẫn về cái máy trao xiang. Được chưa? Chúc các bác thì rèn luyện cái máy này thành công. Được chưa? Ai mà gặp con này, chúng ta gặp những cái bệnh là khó khăn mà không xử lý được ấy, thì cứ comment ở trên YouTube nhá. Theo đường link của cái bài này luôn ấy. Thì em dành em sẽ hướng dẫn cho chúng ta ở trên đó. Hôm nay ngày đầu tuần, chúc các bác một tuần làm việc vui vẻ nhá. Em bật like đi. Chịu like chưa?